Dạ con xin kính chào cô chú, quý vị, quý anh chị và các bạn. Dạ hôm nay nhằm thứ tư ngày 3 tháng 1 năm 2024, con xin điểm lại một số tin tức trong ngày hôm nay tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không ở ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nơi mà các thầy con của cha ở đây để đồng hành cùng bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Xin mời quý vị, cô chú, các anh chị và các bạn. Bắt đầu hôm nay mình sẽ đi, đầu tiên là gặp gỡ hai chú bảo vệ. Xe nước sáng nào cũng chở lại một xe vậy quý vị, phục vụ cho người bệnh như bệnh nhân. Mỗi lần xe nước đến đây, các người nhà bệnh nhân cùng người cùng chung tay với phụ. Phòng khám bệnh của thầy Nguyễn Thanh Quý. Các bệnh nhân cũng đang lần lượt chờ đợi. Hoạt động khám chữa bệnh cũng như thường ngày như gì. Cô ăn cháo được mấy lít? 3 lít rưỡi. Tối ngủ được mấy tiếng? Đi tiểu nước tiểu mà gì? Mà vàng cũng hơi ngại thôi. Mà lúc mình hết thì nó đậm. Mà tiêu hết rồi nó đặt uống thuốc tay như thế. Rồi đi cậu. Con thấy nào? Con mềm thường. Thầy tôi cho bệnh nhân chắc đi xét nghiệm mà thầy nghỉ 3 ngày. Bữa nay bao nhiêu ngày vậy? 6 mỗi ngày mà điều cái này đi hàng tháng thầy sẽ diễn đó. Với hai bệnh viện nghỉ 3 ngày thì biết không, đi nó đi làm cái giấy xin chữ tiến mà cậu năm đó thầy phải nó về quê làm giấy thành ra tốn mấy ngày, rồi tranh thủ hoặc là thứ bảy cái kịp lên hoặc là thứ hai lên.
cũng như về quê xin cái giấy chữ ký đó thầy. Được rồi, cho tình lễ ha. Dạ. Lễ rồi. Lễ bông lên mà. Này trong cơ thể mình có đau nhức khó chịu gì đâu không? Dạ không thầy. Chứ uống thuốc tây này phải kiểm tra, đáng lẽ nửa tháng là phải kiểm tra một lần nha thầy. Mình kiểm tra định kỳ theo ở bác sĩ ở bệnh viện ha. Dạ dạ, cái thuốc có tác dụng. Mà đều uống một tháng này tính để tháng là đi luôn chứ không có đi. Thì mới uống lại đầu phải theo dõi cái nguồn thuốc đó. Ừ. Thì mình tới sớm, có thể thứ bảy thì cũng tới rồi bố thuốc đó thầy. Chứ không được nghỉ thì mình rồi thầy cho 7 ngày. Rồi. Giờ đi về quê hả? Rồi về mạnh khỏe ha. Luôn đó hả? Ngon quá anh. Chúng ta bắt đầu bàn thờ của cha luôn lúc nào cũng nghi ngút khói hương quý vị, bắt đầu từ 6 giờ sáng là có người nhà bệnh nhân cũng như là bệnh nhân đã đến thắp hương cầu mong cho Chúa và cha phù hộ cho căn bệnh ung thư của những người bị bệnh được mau khỏi bệnh để về với gia đình, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay như vậy, cùng với gia đình sum họp một cái Tết đầm ấm vui vẻ, mong cha phù hộ cho họ. Sau đây chúng ta tham quan nơi khám bệnh của thầy Võ Duy Tiến. Mong số khám bệnh mau bệnh về với gia đình nhé. Bà hết.
chú có thể giới thiệu họ tên rồi địa chỉ ở đâu, mã số bệnh nhân số mấy, rồi bệnh gì vô từ bao lâu rồi chú? Giờ này mới mấy bữa nay tôi Võ Văn Hào 1966 ấp 2 xã Lương Hòa Hậu Giang. Ừ. Bị bệnh gì vậy? Bị viêm phổi nó như căng lên một ngày. Ừ. Rồi vô mấy ngày thấy nó sao chú? Đắp thuốc mà không về mới thấy sao vậy? Giờ này vô bữa thứ hai quá. Ngày nữa là 6 ngày rồi. Nó cũng đỡ thấy nó khỏe nó nhẹ rồi. Ừ. Rồi mấy cái phác đồ mà thầy dặn chú rồi có, chú có thể chấp hành từ đây tới 30 ngày nữa không? Chấp hành làm tới hoài chứ vô đây thì phải chấp hành chứ sao không chấp hành. Ừ. Vô đây thì phải chấp hành làm. Người nuôi chú là ai vậy? Con. Rồi sao chú biết ở đây mà chú? Thì có người lên đây gần ở nhà chứ đó. Người ta lên đây người ta chỉ hết, người ta về rồi hỏi thăm người ta chỉ lên đây. Chú có thể kể cái người nhà mà cho chú biết là họ bệnh gì không chú? Cũng ung thư ấy gì đó mà mấy con tôi đi nó hỏi đó. Cái này chị con 3 tháng. Rồi trong thời gian tới thì có theo cái gìn giữ phác đồ của chú vậy thì chú có thấy như thế nào, khó khăn gì không chú? Thấy cũng có khó khăn ấy gì đâu, giờ đây thì lên đây nhờ thầy chỉ mình vậy, mình làm vậy theo cái cách gì thôi. Nghĩ sao khỏe được ha chú ha? Muốn khỏe được. Dạ cảm ơn chú. Thưa chú có thể giới thiệu mình mã số bệnh nhân số mấy, họ tên gì, ở đâu và bệnh gì đầu tiên? Tôi là Trần Công Bằng, mã số 798. Hiện điều trị được đến nay là 70 ngày rồi. Sức khỏe thì tương đối ổn định. Nói chung là tỷ số xét nghiệm máu thì nó bình rồi. Bình hòa rồi. Rồi thầy Thanh có tôi cố gắng ở lại điều trị cho 15 hoặc 20 ngày lại cho đủ 90 ngày. Chú có thể kể lúc đầu vô như thế nào, mình gặp bệnh gì, rồi sau này tới thời điểm này như ra sao chú? Tôi thì bệnh ung thư phổi di căn sang phế quản hai bên, thượng đòn phế quản hai bên. Nhưng mà đến nay thì điều trị là tương đối ổn định. Cái khối u bên này nó còn bé lại, rồi cái này bên này thì nó mất rồi, nó hết rồi đấy. Cái này bên phải nó hết rồi. Ăn uống rồi sao chú có thể kể hàng ngày? Ăn uống thì theo pháp đồ của các thầy thì theo đúng cái pháp đồ của thầy để ăn. Bây giờ ngủ nghỉ mấy cái hoạt động khác bình thường là không chú? Bình thường, ngủ rất bình thường, rất tốt. Vậy là chú cũng chuẩn bị nói chung là ra viện trong đợt trước Tết này hả chú? Vâng.
Nãy thầy Thanh bảo có thể về được cái đợt này, nhưng mà thôi ở tháng nãy điều trị cho nó khỏe mới về. Chú có thể chia sẻ mình chấp hành cái phác đồ ra sao không chú? Thì phác đồ của tôi điều trị thì ngày tiêu chuẩn của tôi là 4 lít nước cháo, 4 lít. Rồi là thuốc thì uống cứ nói chung trong ngày cả gà ăn cháo và nấu thảo dược uống á, là đủ hết đủ 5 lít. Có vậy thôi. Theo phác đồ của thầy, các thầy thì mình cứ theo đúng phác đồ này mình ấy còn ngủ. Mà bằng cách nào chú giữ được phác đồ vậy, có thèm ăn gì không chú? Không. Riêng tôi thì ở nhà thì tôi ăn mặn thì tôi cũng ít ăn lắm. Bởi vì thịt cá thì tôi cũng có ít. Cho nên là xuống đây tôi giữ cây cái là nó tuyệt đối. Bây giờ ngửi mùi cá là nó tanh chịu không nổi rồi đó. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Dạ. Chúc chú mai mốt có sức diện về với mình. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, xin kính mời cô chú, quý vị, quý anh chị và các bạn bắt đầu tham quan phòng khám. Phòng của thầy Nguyễn Tấn Thanh. Nơi phát thuốc nước của cô Hạnh. Phòng đắp thuốc nam. Các bệnh nhân đang chờ tới lượt mình để bắt đầu đắp thuốc. Thầy Nguyễn Tấn Thanh đang khám bệnh và tư vấn bệnh nhân. Cái muối hộp, phối hợp nó đủ, đầy đủ cân bằng khoáng. Huyết áp thường là bác đo bao nhiêu? Khoảng 10-13 mấy, mà sâu dưới, sâu giữa nó lên tới 100-101, 104. Sâu giữa mới sợ. Được rồi, để thầy chỉ cho cái công thức đậu mắt cua với tỏi để cái bệnh lý nó ổn định nè. Bây giờ bác qua bên kia bác lấy thuốc đi, bác nhận thuốc đi. Rồi lát nữa thầy ra đây thầy hướng dẫn lại cho nó. Dạ, cảm ơn thầy. Hôm nay cho phòng tiếp nhận hồ sơ cho bệnh nhân mới, có thông báo mới nha quý vị. Thông báo lúc 7:30 thứ bảy ngày 6/1/2024, phòng khám tổ chức buổi lễ mừng bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị, hai đồng thời tổ chức phát quà Tết cho tất cả bệnh nhân đang được hỗ trợ điều trị tại phòng khám. Xin chân thành thông báo. Thank you.
bài phát quà tất cả bệnh nhân luôn, ai có mặt là mình sẽ phát. Tại vì có cái cô Mạnh Thường Quân á, cổ xin hỗ trợ cho mỗi bệnh nhân một phần quà Tết. Dạ, cho nên là mình tổ chức buổi ra viện rồi có cô đó cổ phát cho bệnh nhân luôn. Bệnh nhân nào cũng được hết trơn, hãy có mặt là được phát. Dạ. Lần này cô Hải đi, lần này lần sau với cô Hải đi, lấy cô Hải được ra viện. Ờ, ok, tốt quá rồi. Okay. Ai hỏi thì bác nói giùm con nha. Dạ. Nhớ lần sau là cô Hải được ra viện, cái là okay. À, cô Hải phấn đấu lên nha. Cô Hải ráng phấn đấu. Rồi. Thứ bảy thì để có ra viện. Mấy ca thì thành? Cái hôm thứ bảy rồi có thông báo là 27 ca, 27 ca là ký hoàn thành phác đồ điều trị. Thì thứ bảy này sẽ cho ra ký xác nhận. 27 ca là tại vì 2 tháng rồi đó, có nghĩa là từ thời điểm mà tháng 11 tới nay, tới đợt này 12 tây là cô Hải đi lên. Bệnh nhân nào ở xa thì mình gửi với cái giấy chứng nhận về, còn bệnh nhân ở gần mình không, cô Hải muốn qua đây để là làm cái lễ ra viện rồi ánh sách vậy nha. Phấn đấu nha, phấn đấu để được cái giấy ra viện. Cô Hải ráng phấn đấu. Kính chào cô chú, quý anh chị và các bạn. Thì sau khi tham quan phòng khám vào buổi sáng xong thì bắt đầu mời quý vị các bạn cũng như cô chú các chị di chuyển ra công trình để xem các hoạt động tại công trình này tiến hành như thế nào rồi. Ở đây thì giới thiệu cho cái hàng rào đã xong luôn quý vị. Hàng rào rất đẹp. Rồi đang tới cái nhà chú bảo vệ. Nhà chú bảo vệ cũng đã xong, lắp gạch xong. Giờ mình đi vô được rồi ha. Đây. Hôm nay công trình xây dựng phòng khám cha tường yêu thương cho không, nơi các thầy con của cha. Không khí lao động ở đây vẫn sung túc như mọi ngày. Thì hôm nay các cô chú quý vị quý anh chị đã thấy đã gắn cửa sổ phía trước của các phòng. Đây. Được 4 phòng ngủ gì? Nơi đây là cái bục thờ Chúa thời cha trước đây của phòng khám cũ. Bốn phòng đúng không quý vị? Sáng nay trời âm u, mong rằng đừng có mưa, nếu mưa là cái căn rạp này sẽ ướt nhiều lắm. Nếu mưa lớn thì càng khổ nữa, gió mà lớn lên thì tóc nóc rồi quý vị. Mong rằng đừng có mưa sớm. Bầu trời âm u rất nhiều. Bầu trời này mọi người chuyển mưa chắc qua không khỏi quá. Các công nhân cũng đang tích cực cái đồng hồ
để cho các thợ xây dựng càng sớm càng tốt quý vị. Hôm qua chỗ ông thầu ở đây báo là khoảng 20 ngày nữa xong. Theo cái nhìn của tôi thì chắc không tới 20 ngày nữa rồi đúng không quý vị, khoảng 2 tuần nữa rồi quý vị. Sau khi xong căn đó thì chủ yếu là cái căn nhà chờ ở tại đây. Nhà chờ dành cho bệnh nhân và một số phòng chức năng cũng như là phòng tiếp nhận hồ sơ, phòng thuốc, phòng nước, rồi những cái phòng để dành xoa bóp bấm huyệt cái gì. Thì đến đây xin kết thúc cái video clip với điểm tin hàng ngày. Kính chào cô chú, quý vị, quý chị và các bạn luôn đồng hành cùng phòng khám để phòng khám phát triển và tạo điều kiện cho các bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân được đến đây khám chữa bệnh và lành bệnh, trở về với cuộc sống cộng đồng.